chân giò to nha. Nóng hổi luôn này. Ngon quá, hấp dẫn này. Đây là khách quen rồi. À, khách quen rồi. Đi về quê đấy. Vâng. Này da nhìn giòn quá hả? Dạ, dạ vâng, nó giòn tan anh ạ. Đây, lá mắc mật này mọi người, ngon này, trong này. Đặc sản là Lạng Sơn này mọi người, lá mắc mật. Ngon, đó, ngon quá này, hấp dẫn luôn. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình xin tiếp tục quay quán chân giò nướng lá mắc mật và vịt quay gà quay nướng muối ớt này mọi người. Sau đây mình sẽ quay cho mọi người cùng theo dõi xem ở đây có cái gì nhé, ngon nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi. Chào anh đang làm con gà hay con vịt đấy cho khách à? À đây. Nhìn này con vịt nướng hấp dẫn quá. Con vịt nó phải vàng ươm như này này. Đúng rồi. Vàng cánh dán như này này. Đây anh đang vịt quay Lạng Sơn đấy các bác nhá. Đúng rồi, vịt quay Lạng Sơn. Đấy, đây hai vị khách quen thuộc. Đây hai vị khách quen thuộc đây mọi người. Ăn được. Khách hàng thân thiết đấy. Đây cái chân giò này mình mới bua cho vô đây nhỉ. Quay đây. Giò heo đây. Xin thưa với các bác xin chia sẻ với các bác đây. Đây giò này mới bua. Tôi nướng hoàn toàn tự nhiên nhá các bác nhá. Không phẩm màu, không hóa chất nhá. Không hóa chất phụ gia cái giò là to nhỉ. Đấy, trong này heo này là phẩm tầm thực tế của nó là 2,2 kg nhưng mà chúng tôi rút xương mất mấy lạng rồi thì nó chỉ còn 1,5 kg thôi, quay xuống thành còn 1,5 kg. À một đấy, chúng tôi lấy một cái giò heo là công ty thực phẩm Vít San giao cho chúng tôi là hơn 2,2 kg đến 2,3 kg đấy, chúng tôi rút ra và chúng tôi quay thành phẩm. Đây là thành phẩm cái giò heo các bác nhá. Đây giò heo này khoảng tầm 1,4 đến 1,5 kg nha các bác nhá. Cái này bao nhiêu ngàn một ký anh? Bao nhiêu tiền một ký anh? Chúng tôi bán là tiên phú cửa hàng tiên phú chúng tôi bán là 240 một ký các bác nhá. Rồi 240 ngàn một ký. Đây là mình là Thiên Phú 2 đúng không? Vâng, cơ sở 2 các bác ạ. Đây cơ sở 2 Thiên Phú 2 nha mọi người. Anh tiện anh cho cái số điện thoại đây, anh nói số điện thoại của mình luôn cho mọi người biết luôn này, là khi nào ai có đặt hàng địa chỉ luôn này. Các bác muốn sử dụng sản phẩm đặc sản Lạng Sơn chính hiệu, các bác vui lòng liên hệ theo địa chỉ là 361 B Lương Định của phường Phú quận 2 các bác nhá. Rồi. Hoặc số điện thoại là 0931653888 các bác nhá. Rồi, đó số điện thoại của quán của Thiên Phú 2 mọi người, tại đường Lương Định của nha mọi người. Rồi, đây anh vào bắt đầu vào xem quay anh chặt con vịt này. Thực tế đây chặt thực tế cho mọi người xem. Chúng tôi là bàn chặt phải là cái khu bàn chặt này là phải đảm bảo vệ sinh bằng inox các bác nhá. Đúng rồi, đây bàn chặt con vịt. Đảm bảo vệ sinh luôn. Con vịt này bao nhiêu tiền anh nhỉ? Con vịt này 220 này mọi người. Đây xem mình chặt vịt. Con vịt to nhỉ. Chặt nóng hổi luôn á. Cái này là mới ra lò luôn này. Hấp dẫn quá luôn bác ơi. Cái này là vừa ăn vừa thổi luôn đấy. Nóng hổi. Ngon ghê. Đó, mổ bụng ra này. Đó, làm mắc mật này mọi người. Ngon. Con vịt này, ngon quá này mọi người. Bốc hơi luôn, nóng quá luôn này. Em ơi cái ấy đâu rồi, cái bạt đâu rồi? Bạt ngon.
Rồi, ngon quá này. Bây giờ gói vô hộp có giấy bạc bọc này, giữ độ nhiệt nóng này, sạch sẽ cho mọi người mang về để mọi người. Đó, đây. Rồi bắt đầu cho gia vị, nó có những cái gì ra? Có cả gia vị rau các thứ không nhỉ? Đây mọi người, chỗ này để gia vị này. Ủ con nữa anh. À, lại khách đến mua con nữa này. Chặt tiếp rồi mọi người. Đây khách này đến mua này mọi người. Đó, chú này đến mua mới này. Tiếp tục cô xem chặt con vịt này tiếp này. Hả? Đây con nào? Chặt luôn con vự 220 này cho em đi. À, người khách đã đổi con 220 đây à? Con 220. Lấy con nhỏ, lấy con to. Ừ, con này 220. Mới ra lò luôn này. Tiếp tục. Này xem chặt thì vịt luôn này, mọi người. Này mới ra chặt nóng nhỉ, mới quay ra. Nhiều khi ta nó quen, nhiều khi quen. Đúng rồi. Ngon quá. Kệ cứ chặt đi, không sao đâu, bắn được đâu. Sợ bắn à? Không sợ. Vi sinh, vi sinh. Vi sinh để xem anh chặt vịt. Con nữa đi. Ăn nóng mà. Nóng hổi này, đang nóng. Ra đây. Rồi, tiếp tục nhận gói vô khách mang về. Rồi giờ mình sẽ quay đây, trong chỗ này gia vị này, đây, có rau cỏ mọi người mang về này. Chị này chuyên gói hộp với giấy bạc tấn này cho khách mang về. Đó. Để trong này này. Ai mua là có sấn hộp các thứ để sấn này, sấn gói đi. Giờ đây mình tiếp tục ra quay cho mọi người xem anh chủ nướng vịt và chân giò nha mọi người. Chào anh. Anh mua vịt về nhậu anh. Quán vịt thì thấy ngon đấy hả? Giới thiệu các bác, đây là anh khách hàng quen thuộc của quán. Đúng rồi, khách hàng quen này. Ngày nào cũng mua đó. À, ngày nào mua anh. Dạ. Đây, anh mang về. Anh là khách hàng quen thuộc. Dạ. Em cảm ơn anh nhé. Đấy, các bác xem. Đây, cái chân giò này to quá. Anh mới lại cho hai con vịt này vô lò mới đấy anh. Mới vô đây à? Vô lò mới. À, con hai con này con hai con mới này mọi người. Chúng tôi nướng hoàn toàn tự nhiên các bác ạ. Đây là mấy cái chân giò là nướng nó chắc đã chín rồi này. Khách khi nào mua là cho vô quay nóng lại này. Mấy cái chân giò này là mình đã chín rồi đúng không? Nhưng mà khách mua là mình cho vô quay nóng lại rồi. Xong rồi chặt cho khách đúng không? Xin chia sẻ với các bác nhé. Đây, sản phẩm giò heo của chúng tôi. Đây là thành phẩm của chúng tôi. Nhưng mà khi khách hàng sử dụng thì chúng tôi làm giòn. Anh à, em chào anh nhé. Đấy, xin chào các bác nhé. Để anh cứ bán hàng đi. Rồi. Đây lại vô về tiếp rồi mọi người. Ủa, quán anh lên vịt nhìn liên tục nhỉ, quán này bán đông khách không? Này mình bán đến mấy giờ tối mới nghỉ anh? Bán đến 9 giờ. 9 giờ? Mà lượng về... 9 giờ khách, lượng khách cũng còn nhiều. Cái này mình cho vịt vô nhiều này. Khách mua chân giò anh? Vâng. Ui dồi, đây này mọi người, có anh khách, có bác khách này vô mua chân giò này mọi người. Giờ mình vô quay cho xem mọi người xem chặt chân giò nhá. Anh cho đón khách đi. Ờ, chị chặt chân giò luôn hả chị? Dạ. Giỏi quá à.
chân giò to. Chân giò này chắc phải được hơn 1 ký. Hơn 1 ký à? Cân thử cho xem mọi người xem. Đó, thì chặt heo là đeo bao tay rồi lót có bao tay ni lông ở ngoài luôn. Dạ, mọi người. Thế này do là cái tay kia mình chặt mình tập thịt lắm rồi còn đeo tay vải đúng không chị? Vâng. Để xem. 240 ngàn một ký. 45 337 ngàn anh ạ. Ồ, chân giò 337 nghìn mọi người. Ok, chặt luôn chia được hai hộp nhá. Dạ. Ba trăm ba mươi bảy nghìn cái chân giò, ngon và rẻ. Chân giò to nha, nóng hổi luôn này. Ngon quá, hấp dẫn này. Đây là khách quen rồi. À, khách quen rồi. Vâng. Này da nhìn giòn quá hả? Dạ, dạ vâng, nó giòn tan anh ạ. Đây, lá mắc mật này mọi người, ngon này, trong này. Đặc sản này là Lạng Sơn này mọi người, lá mắc mật. Ngon. Đó, ngon quá này, nhìn hấp dẫn không? Chia cho hai hộp cho khách luôn. Quá hấp dẫn luôn. Ngon thế này. Da giòn. Sau đây mình lại tiếp tục qua quay anh chủ lướng heo chia sẻ cho mọi người nhá. Cái này một ngày quán mình bán khoảng bao nhiêu cái chân giò anh? Cái chân giò của chúng tôi là chúng tôi bán cuối tuần thì ba mấy cái thì còn là ba cái rồi. Đấy, từ tầm 28 gram cái rồi. À, 28 đến 30 cái. Mấy cái thì còn có 4-6 cái thôi. Còn có 6 cái đây đúng không? Ngày. Đây cái này là mình đang đứng ở đường Lương Đình Của này mọi người, quận 2 này, cái khúc này đang làm đường này. Đây mọi người. Đó. Đây. Cỏ. Heo quay nguyên con đúng không ạ? Chân giò rút xương, ba dọi vịt quay, vịt cỏ gà ta 130k. Cái này là qua chắc mình sắp quay heo lại được phải không? Bữa nay heo mắc quá chưa quay được. Vâng. Tôi chia sẻ với các bác là giá heo là xin mừng giảm rồi các bác nhá. Chúng tôi đang sắp xếp nhân sự để quay heo phục vụ bà con tiếp nhá các bác nhá. Đấy, thì con vịt này ngon quá. Đấy. Thank you.
Bác khách mới mua chân giò mang về đây. Khách quen đây, quán này. Quay con vịt xin thưa các bác là xin chia sẻ với các bác nhá. Vâng, chào các bác. Đây. Chào các bác đến kênh Sài Gòn Nam Bằng. Đấy, và du lịch. Đấy, các bác nhá. Đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với các bác là quay con vịt thì cần phải có kinh nghiệm và kỹ thuật quay để đạt được độ ngon của nó, thì phải quay con vịt như thế nào và lượng than ra sao. Đấy, thì con vịt mới đạt được độ ngon của nó các bác nhá. Đây là thành phẩm của chuột các bác nhá, con vịt 150. Con này khoảng tầm 3 đến 4 người ăn các bác nhá. 150 một con này. 150 các bác nhá. Đấy. Rất là phải có kinh nghiệm quay, kỹ thuật quay. Đấy. Đúng rồi. Thì để đạt được cái độ ngon của sản phẩm Lạng Sơn chính hiệu, các bác muốn sử dụng sản phẩm đặc sản Lạng Sơn chính hiệu, các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0931 653 888 các bác nhá. Rồi, đó số điện thoại của anh đấy mọi người. Tiếp liên hệ theo địa chỉ 361V Lương Định của phường Phú quận 2 các bác nhá. Quán Thiên Phú các bác nhá. Rồi, quán Thiên Phú. Đó, mọi người có nhu cầu thì đặt hàng ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hoặc đến địa chỉ quán anh mua về đấy, anh có đầy đủ giao hàng tận nơi mọi người. Xin chia sẻ với các bác là đặc biệt quán của chúng tôi là chuyên nhận đặt tiệc các bác nhá. À, có đặt tiệc nữa. À, các bác muốn sử dụng tiệc yêu cầu như nào chúng tôi là sẽ rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Đấy, các bác nhá. Đúng rồi. Anh chủ chia tình rất vui tính và nhiệt tình anh. Đúng là chất Bắc đợi mũ cối. Anh thiếu đôi dép ba lố nữa. Vâng, dép tổ ong. Tổ ong. Vâng. Đúng chất Bắc. Ồ, mấy con vịt mới đưa vô giờ đang vàng lên dần nữa mọi người. Hai con ở trên chắc khoảng 50-60% mới lên để cho lên trên. Mấy con này mới đưa vô. Đấy, chúng tôi quay đấy, sản phẩm nướng hoàn toàn tự nhiên, không phẩm màu, không hóa chất các bác nhá. Đặc biệt hệ thống cửa hàng của Thiên Phú xin chia sẻ cho bác là nói không với hóa chất, không hóa chất phụ gia độc hại các bác nhá. Đấy, chúng tôi có cam kết là sản phẩm không khói bụi, sản phẩm sạch, sản phẩm không chất bảo quản. Đấy, không hóa chất phụ gia độc hại các bác nhá. Đúng rồi. Đấy, rất bảo đảm. Đây là nướng hoàn toàn tự nhiên. Đây là một con vịt hoàn toàn tự nhiên các bác nhá. Đấy. Xin chia sẻ các bác. Đấy. Đấy. Khách cứ đặt liên tục thì các bác nhá. Khách mới đặt hai con nữa anh. Vâng, lại đặt hai con nữa. Đấy, đóng giờ. Hai con này đang chuẩn bị chặt cho khách này. Đông, đông người đi qua lại. Lại liên tục thì các bạn nhé. Lại cho con mới lên này. Chặt tiếp hai con vịt đây, xem tiếp tục hai con vịt chặt. Thank you.
con thịt sướng da vàng luôn. Ngon lắm, thịt đồng đấy. Thịt đồng. Đồng. Thịt thì cũng ngon ha. Vịt thì nó chắc thịt đúng không? Anh có làm thịt không xong rồi nó đâu khách đâu, khách này đến ở đây mọi người, khách này đang đến hỏi mua tiếp rồi. Đó, khách đó, giờ quay chặt vịt thì mọi người thích xem chặt. Trong bụng nó ngon này, phải gắp miếng thịt mới ăn, mấy lá này ngon lắm. Ăn nước vào đúng rồi. Cái lá mắc mật này ngoài như ngoài Lạng Sơn người ta pha nước trà uống đúng rồi. Tốt không, cái lá tốt không? Đúng rồi, lá này tốt mát gan. Ra tiếp tục ra quay lướng vịt thêm, lướng chân giò. Khách này mua gì anh? Mua gà muối ớt. Con gà muối ớt này mọi người. Đó. Lại vô chặt gà muối ớt. Vô xem chặt gà muối ớt này. Đây con gà muối ớt này. Con gà này là 130 đấy phải không? 130 chứ nhỉ. Đúng rồi, gà muối ớt 130 này. Đây. Đây ngon. Đây chị này, là cái này là ship này, đi hai vừa hai con thịt vừa chặt nên đi ship cho khách này mọi người. Gà muối ớt này ngon. Đây anh này đang nghe điện thoại khách đặt hàng này. Đây chị chủ đi ship hàng cho khách đây. Hai con vịt đây. Đấy, mọi người có đi ship giao hàng cho mọi người đó. Khách đi mua về là mọi người. Con này khách mới đặt tiếp đây phải không anh? Đấy. Ui giời. Đây con 220 bụng này ngon lắm. 220 ngon này. Đấy ngon lắm các bạn. Tiếp tục khách đặt đi các bạn nhé. Này chặt mà không biết mỏi tay luôn đó. Đấy, đây đi ship đây các bạn. Đấy đi ship. Đây là hai vợ chồng này. Đó hai vợ chồng chủ quán heo quay này. Chân giò lướng lá mắc mật đây mọi người. Đây vô sẽ chặt tiếp con vịt luôn này, 220 đây. Này thì bảo đi một ớt. Rất vệ sinh sạch sẽ mọi người. Thank you.
này mà khách đông quá chắc chặt cũng mệt quá nhỉ. Ờ đúng rồi. Này là một người chặt mà khách mà đông rồi mỏi tay luôn. Ra xem mình nướng vịt tiếp. Trời đang mưa phù phù. Nhìn anh nướng vịt với cả chân giò ngon tuyệt vời. Khách này thì lại đến mua đây. Đây, hai vị khách này đang tư vấn cho khách hàng. Anh này mua. Ăn đi anh, con này ngon đó. Con cực kỳ luôn. Cái con đấy dành cho chị em. Đúng rồi, nhường cho chị này hai người đó. Rồi lại hai con nữa. Khách đến liên tục nhờ. Hôm nay là mưa, trời mưa này là khách ăn vịt đông. Rất đông khách nha mọi người. Quán này bán liên tục nha. Anh này chặt vịt liên tục luôn. Bây giờ quay toàn thế chặt vịt thôi. Tiếp tục chặt con này nữa. Con đầu tiên đây đúng không anh? À đúng con này nó nhỏ 150 đúng không? Đúng rồi. Con này 150 này. 150k. 150k thì ngon lắm, to to. Đúng rồi. Nhìn nó cũng gần bằng con 220 chứ. À, đúng rồi. Cái hộp này đó nhìn đầy. Cái hộp nó cũng đầy hộp luôn mọi người. Đó. Hấp dẫn không? Đó. Quá ngon. Ngon lắm. Cái này rẻ và ngon. Đây cái vị khách này mua con vịt đây. 150k. Đường trời đang mưa râm râm mọi người. Mưa này mà quán vẫn đông khách. Trời mưa ăn đồ nướng là đá cháy chứ con nhá. Ngon bá cháy luôn đó. Rồi có vị khách này đưa đến nữa sao? À cô bạn.
Mình bán vịt nhiều nha. Cái lượng vịt lướng này mình thấy bây giờ thấy quay toàn mua vịt. Tại heo giờ mắc, người ta cũng ngại đi ăn vịt. Quay là sản phẩm phải ngon, phải đảm bảo. Đấy. Cung cấp cho bà con. Nói chung là xin chia sẻ bà con là bán hàng quan tâm cho nhá. Bà con nhá. Thank you.